giây phút gọi là bốc tem em Kubota 5018 của Kubota chính đạt tại Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội. Móc bờ luôn à? Móc bờ luôn. Cái đường cày đầu tiên là hai cái chảo đầu không ăn đất đâu. Bác cái đi móc bờ luôn anh em. Ô, lái thẳng ra. Mất bờ rồi. Cái này đang làm mai chạy cả dây mà. À. Móc thử để xem là thế nào thôi. Lắm rơm quá. Cố gắng làm sao hai cái đường cày mở lối mình có cái vẹt ấy thì rơm rạ từ cái đường cày sau nó mới nhàn được. Chứ giờ nhà rơm rạ dày lắm. Hai cái này cái... Nó cứ vào cái đường cày thứ ba đi anh. Vào cái đường cày thứ ba đấy, bắt đầu nó có cái rãnh máy mình nó ghé xuống thì tự ăn đều. Chứ giờ mà chỉnh cho 6 chảo ăn đều thì tí chảo đầu lại ăn sâu quá. Ô anh à. Ok chưa? Làm sao thế anh? Ăn sâu á? Tí nữa. Ngay được. Năm nay không thấy có nước cày dầm vụ tháng 5 này lại như cày ải rồi. Lắm rơm rạ quá, rơm dày quá. Tôi trẻ tay cao các bác ạ. Anh chủ máy này chắc là cũng có khả năng là ít tuổi hơn em. Nhưng mà cày thế loại giữa. Cày thế loại giữa anh ạ. Anh đi xa quá thành ra là ở giữa nó còn nguyên đất chưa cày anh ạ. Này đi bừa thì khó. Đây vâng. Và đường cày thứ ba. Trên bờ là cũng anh cũng đã mua hai cái dàn cày. Đấy đi vào cái đường cày này mới cho ăn đều 6 chảo nhé. Ăn đều chưa anh nhỉ? Đều rồi. Co lại. Rõ ràng là năm nay là đang chính vụ cày nước, cày dầm. Thế mà khu vực Hà Nội, hôm qua em đi Bắc Giang thì anh em cũng đa phần cày ải luôn. Để em co cái đơ lại tí. Chảo cuối ăn hơi sâu. Anh cứ đi vào rãnh cày đi.
Ôi xuống. Đây nó sâu thì chỉ mình chỉ cần qua cái này ngắn lại tí thôi. Ok. Ok, trong đây là cái giây phút gọi là cử cày cho anh chủ máy, anh yên tâm vừa hướng dẫn vừa trực tiếp xuống dưới đồng thử một vài đường cày, rất là ok rồi anh em ạ. Máy thì mới về hôm qua. Xin chào mọi người.